lạnh thôi, mình ngâm nước lạnh trong khoảng 10 phút là mình thấy nó mềm rồi. Để mình lấy ra mình để cho ráo. Trên đó mình cũng chuẩn bị sẵn. Ở đây mình tính xào với lại đậu Hà Lan và nấm. Với ở nhà còn tí hẹ thì tất cả cái này mình đã trụng qua nước sôi. Trong cái nước sôi thì mình nêm một ít gia vị. Rồi mình cũng có một ít củ hành. Ở đây mình có cái chảo mình mới xào bắp xong á. Mình xào lại luôn, tại vì nó có cái mùi thơm của hành rồi thơm, mình không có rửa. Mới vừa xào xong nước thì mình cho vào đây 3 muỗng dầu ăn. Mình cho ba rô vô đây mình phi cho nó thơm. Khi ba rô thơm rồi á thì mình cho xá xíu vô mình xào để cho nó nóng. Có bốn lần mấy là quá trời luôn, nhiều quá, ăn chắc không hết rồi, nhiều quá. Mình xào lại cho nóng, đồng thời á, cái tại vì hồi nãy mình bận mình không có bào cái cà rốt kịp á, cho nên bây giờ mình phải mình không có trụng được, cho nên bây giờ mình vỏ như mình xào. Bây giờ mình bắt đầu mình nêm gia vị từng phần trước. Mình nêm gia vị ở đây, mình chủ yếu mình dùng bột nêm nhiều chứ mình dùng muối ít lắm. Mình cho thêm bột nêm tí nó thơm nó ngọt, tí đường mình tăng lửa cao lên một chút. Thêm muỗng cà phê đường. Mình cho vào đây một tí xíu nước, tí thôi. Để cho đựng cái chảo. Thì cà rốt này nó cũng khô nó có phần nước. Sau khi mình thấy cà rốt nó chín được nửa phần rồi thì mình sẽ còn mình bỏ mì vô. À bún gạo. Trời ơi, mình làm một tí mà chết rồi, ngon quá, nhiều quá. Chết rồi, quá nhiều rồi. Thứ xíu, thứ xíu. Bây giờ mình sẽ nêm nước tương vô cái bún để cho nó có màu đen đen, nó đẹp. Rồi mình sẽ nêm lại cái phần đường cho cái bún này. Tí bột nêm. Tí bột nêm. Rồi mình sẽ trộn lại lần nữa. Nhiều quá chết rồi. Thế một chút quá chừng chừng. Khi các bạn xào bún gạo này á, thì thứ nhất là các bạn không ngâm bún gạo bằng nước sôi, chỉ ngâm nước lạnh và thời gian rất là ngắn để cho nó mềm ra thôi. Cái thứ hai khi xào bạn phải chọt chút xíu nước, phải để chút xíu nước cho nó này, để nước nó ngấm vào bún gạo là nó vừa mềm là vừa. Chứ nếu mà mình ngâm bún gạo trong cái nước ấm thì khi mình xào nó sẽ bị nhão, bị gãy. Mà nếu mà các bạn không cho nước vô cái chảo á, thì bún gạo sẽ cứng, nó không có ngon. Đó, khi mình xào mình để phía xuống nước rồi. Hồi nữa, nước này nó rút vô cái bún là vừa ăn. Sau khi lấy cái nắp nồi mình đậy trong vòng khoảng 2-3 phút, thì mình thấy nước nó đã rút rồi. Thì mình bớt lửa thiệt nhỏ lại. Và mình trộn để mình thử cái sợi mì thì nó đã mềm, vừa mềm, ngon lắm. À, cái sợi mì của mình á, nhìn nó không có ngon bằng ở ngoài mấy cái tiệm đậu bán. Thứ nhất là họ cho cái chai nước màu đen thui á, bỏ vô nhìn cái cọng mì nó đen rất là ngon. Cái thứ hai là họ bỏ dầu bóng lưỡng luôn á. Thì các bạn nào mà muốn giống như ngoài bán thì các bạn làm vậy, mua cái chai đen đen ở ngoài chợ, hắt xì dầu hay cái gì đó bỏ vô rồi rưới dầu cho thiệt nhiều bóng vô. Mình thì thấy mình ăn ở nhà mình ăn uống lành mạnh khỏe mạnh thì mình chỉ làm vậy thôi. Rồi bây giờ đây là cái nấm, nấm và đậu Hà Lan và hẹ mình trụng. Thì trong cái nước trụng mình đã thêm màu mè
mắm muối đầy đủ rồi, nó vừa ăn. Bây giờ mình chỉ bỏ vô cái nồi mì và đợi cho mì nó hơi ấm mắm tí, mình đeo qua tay mình trộn lên là xong. Ăn vô mình thấy mì nó bún gạo chút xíu à, mình nghĩ chắc vừa ủ ăn. Ai nghe bây giờ một chảo như vậy. Mình sẽ làm một chén nước tương chua ngọt để mình ăn với lại cái món bún gạo xào này. Để ai có lạc thì mình cho thêm, cho cái đường vào, một tí ớt, nhắc một miếng chanh, sau đó mình nếm lại, cho vừa khẩu vị của mình. Đây là bún gạo cũng đã nó nguội nguội bớt rồi, bắt đầu mình sẽ đeo cái đôi tay mình trộn lên, mình trộn cho đều bún và rau với lại thịt xát xíu, mình trộn cho đều lên. Ồ, cũng còn nóng quá. Nếu mà cái sợi bún nó dài quá, mình có thể mình lấy kéo mình cắt bớt. Mình trình bày một cái dĩa bún gạo cho thật là đẹp, mình trang trí với mấy cọng ngò. Bây giờ mình sẽ rắc thêm một tí tiêu.